vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an hạnh phúc cho người lòng ngay. Kính chào quý vị, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị nguyên văn bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008. Tôi hết sức cảm ơn ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như tất cả các ban ngành trong thành phố Hà Nội đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp xúc vừa trân trọng vừa cởi mở và chân tình. Những lời ông Chủ tịch nói kết thúc thật là đẹp và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn thật ra có một sự hài hòa trong cái khối đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên, muốn có cái hài hòa trong cái mối thống nhất thì đâu chỉ có cái tình mà phải có lý nữa. Có nhiều điều kiện, tục ngữ Pháp có nói rằng những cái tính toán nó đúng mực, nó mới là những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau cũng phải tình lý phân minh chứ không phải chỉ có tình mà thôi. Chính vì thế, tôi cũng xin có một vài lời cuối cùng trước những lời kết thúc của ông Chủ tịch. Trước hết, ông Chủ tịch có nói rằng Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo rất là nhiều điều kiện cho giáo hội Công giáo trong những năm qua, nhất là dịp lễ Noel. Chúng ta phải công nhận trong những năm gần đây có nhiều điều kiện. Thế tuy nhiên, khi như thế, khi nói tạo điều kiện vẫn còn mang cái tâm lý xin cho, tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó. Nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng, và nhà nước vì dân cho dân phải có trách nhiệm tạo cái điều đó cho người dân chứ không phải cái ân huệ chúng tôi xin. Không có tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ xin cho. Cái thứ hai, ông Chủ tịch có nói mọi cư xử phải dựa trên pháp luật và cũng phải trên tình người và công dân. Cái điều đó tôi rất đồng ý, rất là tâm đắc. Tuy nhiên, trong cái thực chúng ta phải làm như thế nào? Đó về phương diện pháp luật, chúng ta phải làm theo pháp luật thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý. Ông Chủ tịch có nói rằng đất đai thì nó từ ngàn xưa không biết nguồn gốc từ đâu, mà đến thời giáo hội Công giáo thì lại được trao cấp cái đó, thì chúng tôi công nhận cái đó. Thế nhưng ít ra khi cấp như thế, người ta có một mảnh giấy công nhận là đây được cấp. Và đến thời chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ để chứng minh cái sự thay đổi. Và không ai có thể thay đổi được là làm sao? Thế thì trên mảnh đất 42 chúng tôi chưa được cái văn bản nào của nhà nước nói về cái sự thay đổi. Không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ quan nào, hoàn toàn không có. Thành ra có thể nói việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có hợp pháp. Trên cái văn bản là chúng ta phải có giấy tờ. Chứ bây giờ kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi ngang nhiên ở đó, rồi không có giấy tờ gì hết, và họ mạnh chúng tôi không đuổi ra được, thì đương nhiên họ chiếm hay sao? Phải có giấy tờ, cần có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật thì vấn đề đất 42 chúng tôi chưa hài lòng với câu trả lời của ông. Chúng ta phải sống theo pháp luật thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền. Thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ văn bản rõ ràng. Chúng tôi thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó. Cái vấn đề thứ hai, ông Chủ tịch có nói ra ngoài vấn đề pháp lý, chúng ta phải cư xử theo tình người, nguyện vọng của người dân thì chúng tôi thấy vẫn chưa được. Biết bao nguyện vọng chúng tôi nêu lên ít nhất là qua 15 lá thư của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Hội đồng Giám mục Việt Nam bao nhiêu lần nữa. Nguyện vọng chúng tôi về cái đất đó gắn liền, gắn bó với chúng tôi, nó gần gũi với chúng tôi. Nguyện vọng thật
là chính đáng nhưng không bao giờ được giải quyết cả. Cho nên có thể nói đó cho chúng tôi thấy cái lý thuyết, nguyên tắc ông Chủ tịch đưa ra rất hay nhưng chưa thực hiện được nguyện vọng cũng như pháp lý. Chúng tôi không tranh chấp với nhà nước, bằng chứng đó là như ông Chủ tịch có nói đó, trong tờ kê khai của Linh Mục Nguyễn Tùng Cương, lúc đó là quản lý tòa Tổng Giám Mục, có 95 cơ sở, chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu, vì những cơ sở đó thực sự dùng vào những lợi ích chung. Chẳng hạn như cái trường Hoàn Kiếm, chúng tôi không bao giờ nói tới. Bệnh viện Sanh Bôn, chúng tôi không bao giờ dám nói tới. Bệnh viện Bài Lao, không bao giờ chúng tôi dám nói tới, vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng khách sạn Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới, bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái tòa Khâm Sứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chia chác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói tới bởi vì nó rơi vào tay tư nhân. Thế nên chúng tôi không tranh chấp với nhà nước, nhưng chúng tôi nói lên cái tiếng nói của công lý. Bằng chứng cái trường Hoàn Kiếm bên cạnh, chúng tôi có bao giờ dám đòi đâu, bởi vì nó phục vụ lợi ích chung. Các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung. Do đó chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên, làm sao như một anh Nhật, nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả, anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong muốn đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn là được, mà phải có lý luận xây dựng thật là vững chắc trên nền tảng pháp lý. Một lần nữa, chúng tôi xin hết sức cảm ơn ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp đón thật là trân trọng và thân tình, và hứa hẹn những trao đổi khác thì chúng tôi thấy hy vọng như thế chúng ta hiểu nhau hơn, và mới có thể làm cho thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng tiến đến kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được vui vẻ, xứng đáng là một thành phố hòa bình, và trong hòa bình thì có công lý, và làm cho đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển. Tôi xin cảm ơn.